Trong phần cuối của bản tin An Viên 24 giờ hôm nay, mời quý vị cùng đến thăm chùa Đồng Yên Tử có độ cao 1.068m so với mực nước biển. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận đây là ngôi chùa lớn nhất nằm ở độ cao nhất cả nước. Đây cũng là ngôi chùa khá đặc biệt trên thế giới và được xem như một kỳ quan tại khu danh thắng Yên Tử. Chùa Đồng Yên Tử có tên gọi ban đầu là Thiên Phúc Tự, do một phi tần của chúa Trịnh dựng vào thời Hậu Lê thế kỷ thứ 17. Lúc sơ khai, chùa chỉ là một khám nhỏ đúc bằng đồng. Ngày 3 tháng 6 năm 2006, với sự phát tâm của Phật tử thập phương trong và ngoài nước, chùa Đồng được đúc lại theo mô hình chùa dâu với dáng hoa sen nở bởi kiến trúc sư Trần Quốc Tuấn, Viện Bảo tồn Di tích. Toàn bộ xà ngang, xà dọc chùa đều có hình đầu rồng cùng hoa văn, họa tiết mang đậm phong cách đời Trần. Phần mái vươn ra bốn phía tạo thành hiên. Ba mặt của chùa là các ván đồng ghép khít lại với nhau tạo thành bức vách. Phần dưới của bức vách trang trí giải hoa văn hình lá lật. Mặt trước hiên chùa có hành lang, lan can là các chấn song hình thân trúc. Hai bên chùa có giá treo chuông và khánh. Tất cả chuông, tượng và chùa nặng khoảng hơn 70 tấn. Trong chùa thờ tượng Phật Thích Ca và Tam Tổ Trúc Lâm. Tượng Phật Thích Ca trong tư thế ngồi kiết già, tượng Tam Tổ Trúc Lâm ngự trên đài sen. Chùa Đồng Yên Tử là nơi hội tụ của cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú và chiều sâu lịch sử văn hóa dân tộc và là điểm nhấn độc đáo hào hùng của đất nước ta.